TFT Vegas LAN Open, giải đấu được mệnh danh có quy mô lớn nhất lịch sử đấu chân chân lý, với sự tham gia của 512 tuyển thủ cộng cán, để có cơ hội giành được $100,000, biểu tượng cảm xúc có 102 và đặc biệt là quả đai cúp vô địch bao ngầu. Các đại diện Việt Nam của chúng ta đã có những màn trình diễn ấn tượng, nhưng tiếc là thiếu một chút xíu may mắn mà thôi. Giải lần này đã có các bài mới cho anh em học hỏi, trong đó phải kể đến giáo án Chu Đam. Anh em cùng mình đến với diễn biến trận đấu của người chơi Broccoli để xem cách triển khai giáo án này thế nào cho Max Ping nhé. Trước khi vào việc, xin anh em một like, một sub. Khởi đầu với nâng cấp bạc, Broccoli chọn ma cà rồng, cả team nhận 20 máu, nhận thêm 4 máu và 1% hút máu toàn phần với mỗi 5 máu linh thú đã mất. Kennen hộ pháp được bắt về, đi cùng hai Chu Đam khác là Sena và Eco. Kennen được lắp thêm đai máu để tận dụng hiệu ứng hào nhoáng, giúp nó ra chiêu sẽ choáng lâu hơn. Đối phương thì chưa có siêu sao và cũng chỉ là các tướng 1 sao. Broccoli thắng áp đảo 3 con. Round tiếp gặp Koro với 3 hard steel, nhưng muốn đép nên đã lên 4 và dùng siêu sao Lilia. Thua một cấp, Broccoli chỉ đủ lực hạ Lilia và phải mất 6 máu. Vì bị thọt một mảnh đồ và bù lại bằng vàng nên anh em có thể thấy Broccoli rất giàu. Bán Kennen tích được 30 vàng ngay 2.3. Và khi Eco thế này thì đương nhiên sức mạnh đội hình gần như bằng không. Anh bị đẩy xuống đáy xã hội. Với lượng máu khiêm tốn, anh đã nhặt được chiếc xẻng. Chốt bài ở 2.5 khi lắp ấn Chu Đam. Dù hai round trước anh thua, nhưng lobby này khát nước nên anh up 5 thêm Lilia để được tí nào hay tí đấy. Và điều này hoàn toàn hợp lý khi đối thủ vừa đốt cháy giai đoạn đã lên 6 luôn rồi. Đã thế còn gọi thêm con chiến mã ra nữa, đấm anh không chừa phát nào. Người đá cho thêm một giáp, một váy. Anh tối ưu được hai đồ lớn là giáp vai nguyệt thần cho Eco và Cassante cầm vương miện suy vong. 3.1, up 6 và bổ sung Aphelios, vừa kích liên xạ mà còn kiếm thêm quả hard steel. Bên kia là Francie, cái tên đã không còn xa lạ với anh em nữa rồi. Với Kai'Sa siêu sao, một trong các quân đép siêu khỏe đầu game khi vừa có sát thương ổn áp mà kỹ năng còn có thể thả diều. Ái nữ 1-3, Broccoli thua đẹp một chess. Vòng chọn tiếp theo vẫn là bạc mà thôi, anh chọn một nâng cấp thiên hướng phòng thủ là đồng lòng đấu tranh. Tưởng sẽ một mình một ngựa, nhưng anh đã lầm. Koro không biết lấy đâu ra cái xẻng và cũng chốt luôn ấn Chu Đam cho Aphelios kết hợp cuồng đao, Sojin, cùng với đó là sát thương đốt từ giáp lửa. Broccoli thì chưa có nhiều đam như thế, anh tiếp tục kéo dài chuỗi thua lên 6. Chưa có đồ đam nên vòng chợ anh bắt buộc phải nhặt mảnh kiếm. Anh đang dùng tạm vách siêu sao Imo lên 7 và cho Poppy tham chiến. Người cầm búa hợp tác với Cassante lấy mạng Yone. Carry địch đã mất, còn đó là Zed. Sát thủ bóng tối kịp phân bóng và trả đòn, nhưng lượng máu quá khiêm tốn và không có hồi phục. Z cũng đi nốt và Broccoli là người có được chiến thắng. Eco lên 2, quả hũ cho anh thêm một gậy. Bán Cassante để lấy vương miện cho Eco và ấn Chu Đam sẽ cho vách. Dù công và thủ không thiếu nhưng không có khả năng giảm hưu thì rất khó chơi. Lilia vừa có hồi máu từ kỹ năng mà vừa có cầu hồi phục nữa nên quá khỏe so với quy định. Broccoli bại trận còn 47 máu. Bãi sói cho anh 2 cung, một găng và một nước mắt. Các món đồ được anh tối ưu là vô cực và bùa đỏ. Eco choáng được hai con bên kia. Kai'Sa địch có truy xuyên phá nên bắn vào Eco có vẻ khá đau. Poppy gõ búa liên tục chia tiêu hình nhân. Koki cũng phải nằm lại dưới những phi tiêu của Akali. Kai'Sa dùng chiêu tẩu thoát nhưng 5-1 và cửa sống của cô là 0. Đến vòng chọn cuối, khi mà trước nâng cấp những người bạn nhỏ xuất hiện thì những người bạn theo dõi anh thi đấu đều đồng loạt ồ lên, cho thấy sức mạnh của nó không phải dạng vừa. Và nó cũng là nâng cấp Broccoli lựa chọn. Tướng 4 vàng và 5 vàng của anh nhận 100 máu và 10% tốc đánh với mỗi tướng 1 vàng và 2 vàng có trên sân. Anh lên 8, xe bán siêu sao Vex để kiếm một siêu sao phù hợp hơn. Và đó là cô Caitlyn 8 bit. Ấn Chu Đam sẽ dành cho cô cùng vô cực và bùa đỏ. Mốc 6 Chu Đam được kích với sự tham gia của Kennen và Yasuo. Tận dụng nâng cấp 3 tối đa, anh không dùng Poppy mà chọn Garen có thêm vệ binh, cho Akali cầm gió nước mắt để có hào nhoáng. Những phát bắn thường của Caitlyn hạ gục Zed. Lúc này dàn tranh địch đã lủng rồi,
Kaylin nhắm bách phát bách trúng rồi bắn tùm lum, clear sàn chỉ trong một cái chớp mắt. Ezreal bị quay và phải lên bảng. Sau khi đi chợ nhà mảnh găng, thì bàn tay công lý là món đồ được tối ưu cho Akali. Va với bãi rác Yone, Kaylin được xếp focus thẳng vào hắn. Bùa đỏ thiêu đốt, giảm heal Yone, sát thương chuẩn làm hắn tụt máu rất nhanh. Nhưng Evelyn bị kết liễu, bay tới làm choáng, ngăn nhịp tấn công của Kaylin. Đúng lúc này, Yone vừa chém tranh xong, tiến thẳng tới chỗ Kaylin và nhanh tay kết liễu cô, lấy của Broccoli 13 máu. Lắp thêm một vô cực cho Akakua, vì đánh Chu Dam nên anh chia đồ ra, cho Yasuo cầm cái nịt. Đầu 5 chấm đối đầu nhà Disco, khả năng hồi máu của quả cầu đã bị bùa đỏ counter. Chỉ sau một lúc dạn chiêu, Kaylin gia tăng tốc đánh lên rất nhanh và bắn hạ hết những gì trước mặt. Đồng thời những đòn bắn đó cũng giúp cô được cộng dồn tốc đánh từ liên xạ, nhanh chóng ra chiêu thêm lần nữa. Tuyết sử phết đáp trả, phi ra hàng loạt lá bài kê liễu Kennen và Senna. Nhưng carry của ta vẫn còn đây. Kaylin tiễn thân bài lên thiên đàng, chơi với Huawei. 5.2, anh ấp một mạch lên 9, thêm Corki vào sân. Vừa là tướng một vàng tận dụng nâng cấp 3, mà vừa tăng mốc 8 bit lên 4. Francie đang dùng Poppy siêu sao đi với KDA cho Ahri phụ đam từ sau. Akali dứt điểm xong Eco thì cũng nằm lại dưới búa của Poppy. Kaylin bắt đầu chú ý vào người giữ búa. Poppy thì cứ cầm búa nhảy lên nhảy xuống. Garen, Yasuo và Eco lần lượt là nạn nhân của cô ta. Kaylin nhắm bách phát bách trúng, Ahri bay màu. Poppy cũng bị sốc đam và một đi không trở lại. Francie dừng ở vị trí top 7. Ở một diễn biến khác thì Koro cũng đã hoàn thành bài chu đam của mình, cũng là Kaylin cầm ấn. Những chiếc cọc biết nhảy của anh ta làm choáng hết hàng thủ đối phương khi bắt đầu giao tranh. Với một hàng thủ chắc chắn và có thêm cọc thì Kaylin được free shot, tốc đánh ngày càng gia tăng nhờ cuồng đao, còn có cả Sona bóp thêm nữa. Bước sang 6 chấm, anh dùng Poppy thay Amumu, Quiana thế chỗ Yasuo. Cảm giác tranh hơi mỏng nên dùng Illaoi thay Corki. Hai nhà chu đam va nhau, những chiếc cọc bên kia bỏ sót Akali. Dù được ra chiêu nhưng cô cũng bốc hơi khá nhanh vì đang một sao và không có đồ bảo hộ. Kaylin của Broccoli nhằm bắn ra sau, cầu máu Kaylin và Senna, thiếu một chút đam nữa thôi là có thể dứt điểm cả hai rồi. Akali đã tiếp cận tới nơi. Kaylin của Broccoli bị ám sát, Koro thắng áp đảo 6 chess. Hai nhà tái ngộ nhau ở 6.3. Lần này thì Broccoli đã update thêm Akaku 2 sao, nhưng cô lại bị những chiếc cọc làm choáng. Hai Akali solo, bên họ có áo trong bóng tối nên thoát được một mạng. Akali của Broccoli thì đứng trước nòng súng của Kaylin và nòng súng chóng vánh. Quiana trước khi hy sinh cũng kịp hack thêm giáp máu cho Garen chống chịu lâu hơn chút. Kaylin có thời gian dặn chiêu và giành lấy chiến thắng. Broccoli thở phào nhẹ nhõm, trận đấu vẫn còn cơ hội cho anh. Ở vòng chợ, Koro nhấp nhả ấn 8 bit. Broccoli chấp cơ hội, cướp ngay ấn về. Koro không chơi Kaylin nữa, anh đổi sang Zig siêu sao cầm ấn Chu Dam. Akali bị Quiana đẩy lùi ra sau, vô tình là được an toàn và có đất diễn hơn. Sona lên chiêu bóp tốc đánh cho Zig, thì cũng là lúc sàn tranh đã lỏ hết rồi. Akali lấy mạng Zig rồi hy sinh. Kaylin hoàn thành nốt phần còn lại, nhằm bắn Sona, rồi cho mỗi đứa một phát bắn thường là đủ đưa chúng lên bảng. Những chiếc cọc làm rối loạn đội hình cả hai bên. Combat quyết định 6.6 này thì Akali bên kia hóa thần, spam chiêu liên tục, trong khi Kaylin của Broccoli thì lại bị chốc, đứng lên hàng 3 ngắm bắn và bị găm phi tiêu vào đầu. Cô nằm xuống và cũng là dấu chấm hết cho Broccoli. Koro sẽ là người chơi chu đam tốt hơn ở trận này, mang về cho anh 8 điểm. Và chắc chắn trong những ngày thi đấu tiếp theo sẽ còn nhiều giáo án hay ho hơn nữa. Tụi mình sẽ túc trực và đưa đến cho anh em sớm nhất. Nếu thấy video hay, đừng quên một like, một share, một subscribe cũng như trở vào nút chuông để không bỏ lỡ các video thú vị về mùa 10 từ Cà Phê Nhân Phẩm nhé. Giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong các video lần sau.